Nguyên Xá là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước cách mạng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi hội tụ khí thiêng đã sinh ra những tài năng, nhân cách, những thế hệ anh tài, tuấn kiệt, lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa, xứng với niềm tự hào. Nếu là con mẹ, con cha thì sinh ở đất Duyên Hà, Thần Khê. Nguyên Xá is a land with a long tradition of patriotism and revolution in the nation's history of nation building and defense. The place where the sacred deer congregates has given birth to the talents and personalities of the generations of talented men. With a sword in his back, short hand with a pen, worthy of pride. If you are the child of parent, you will be born in the land of Duyên Hà, Thần Khê. Nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, với đặc trưng của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước và xóm làng, nên Nguyên Xá là miền đất cội nguồn, nơi sản sinh, lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ, điển hình như múa rối nước cùng những sản phẩm ẩm thực đặc trưng của nền văn minh lúa nước như bánh cái, kẹo lạc, kẹo vừng và hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Located in the Red River Delta, with the characteristic of wet, dry, agricultural country and village, Nguyên Xá is the original land. In this place, the unique folklore values are kept and produced. Typical northern features, such as water papuchai, and typical culinary products of Red Rice civilization, such as bánh cái, peanut candy, sesame candy. Đây là các điều kiện thuận lợi cho xã Nguyên Xá phát triển về kinh tế, xã hội, đồng thời là lợi thế của xã trong việc phát triển những sản phẩm du lịch đặc thù. These are favorable conditions for the Nguyên Xá community to develop socio-economically, as well as advantage of the commune in developing specific tourism products. Cùng với các yếu tố về địa hình, thổ nhưỡng, Nguyên Xá là xã nằm trên điểm giao giữa quốc lộ 10 đi Hải Phòng, Quảng Ninh và quốc lộ 39 đi Hưng Yên, Hà Nội, thuận lợi cho việc giao lưu và phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển du lịch. Along with the factors of topography and soil, Nguyên Xá is a commune located at the intersection between National Highway 10 to Hải Phòng, Quảng Ninh and Highway 39 to Hưng Yên, Hà Nội. It's convenient for economic exchange and social development as well as tourism development. Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa ẩm thực, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, các di sản văn hóa vật thể cùng hệ thống giao thông thuận tiện sẽ góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du lịch làng nghề xã Nguyên Xá. The harmonious combination of culinary contour, folk performing arts, tangible cultural heritage, and convenient transport station systems will create active tourism products for Club Village tourism in the Nguyên Xá commune. Đến với Nguyên Xá là đến với hương vị của bánh cái. Trải qua bao đời nay, tên gọi bánh cái đã đi vào trong tâm thức của người Nguyên Xá nói riêng và người Thái Bình nói chung. Là sản phẩm của nông nghiệp, chỉ là những nông sản đơn giản đâu đâu cũng có, nhưng với sự chế biến tinh xảo của các nghệ nhân mà cho ra những sản phẩm không đâu có. Và người dân Nguyên Xá đã phát triển thành nghề chính của làng. Đến nay, sản phẩm bánh cái được công nhận là sản phẩm OCOP. Coming to Nguyên Xá means we are coming to the taste of bánh cái over many generations. The name of bánh cái has entered the mind of the Nguyên Xá people in the particular and Thái Bình people in general. It is just an agricultural product, but with the sophisticated processing of artisans, they produce products that we cannot find anywhere else, and the people of Nguyên Xá have developed into two the main occupation of the village. After now, the bánh cái has been recognized as the main industry in the village, an OCOP product. Với những lợi thế đó, việc phát triển làng nghề truyền thống cho ta thấy những tiềm năng, vai trò và ý nghĩa tích cực của nó. Bởi lẽ, các làng nghề truyền thống là nơi lưu trữ và thể hiện những nét riêng biệt của một nền văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Làng nghề truyền thống góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho người dân địa phương. With the advantage, the development of traditional craft village show us its potential, roles
and positive meaning because traditional cloud village are the place to store and expect a cultural distinctive rituals, preserving the nation's cultural identity. Traditional cloud village create jobs for rural workers, increasing income for local people. Làng nghề truyền thống là một trong những yếu tố quan trọng hấp dẫn sự tìm hiểu và khám phá của du khách trong và ngoài nước. Và ở mức độ rộng hơn, làng nghề truyền thống góp phần khẳng định vị thế của một quốc gia trong xu thế hội nhập toàn cầu mà không mất đi bản sắc, hòa nhập nhưng không hòa tan. Traditional cloud village are an important factor attracting the study and discovery of domestic and foreign tourists to a large extent. Traditional cloud village are from a country's position in the chance of global integration without losing its identity of interacting but not dissolving. Gắn với sự phát triển của ngành du lịch Thái Bình nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung tương xứng với tiềm năng vốn có. Xuất phát từ thực tiễn trên, nhằm góp phần phát triển du lịch để lại dấu ấn cho du khách, để Thái Bình có những sản phẩm có giá trị văn hóa, chúng em lựa chọn đề tài Bánh cáy làng Nguyễn, tiềm năng phát triển du lịch tham quan và trải nghiệm, nhằm tạo ra thương hiệu mang đặc trưng văn hóa, góp phần quảng bá cho du lịch Thái Bình nói chung và du lịch Đông Hưng nói riêng. They are associated with the development of the Taiping tourism industry in particular and Vietnam's tourism industry in general, commensurate with the inherent potential, stemming from the purpose of contributing to the development of tourism, leaving an impression on tourists so that Taiping can have product of cultural value. We chose the topic, Cải cách of Nguyên Village, potential for tourism development of visiting and experiencing, to create a brand with cultural characteristics contributing to the promotion of Taiping tourism in general and Đông Hưng tourism in particular.